À, tôi đang ngồi chờ ngắm hoàng hôn buông xuống bên dòng Mekong, Bắc Xế, Nam Lào. Và nơi đây có cái view tuyệt đẹp, nhìn thấy toàn cảnh của Bắc Xế, nơi thanh niên và con Bắc Xế đến tập thể dục, ngắm cảnh rất là yên bình. Và đây là đẹp cảnh nơi có cái nhìn đẹp nhất về thành phố Bắc Xế, quý khách không thể bỏ qua khi đến đây. Và tôi đang đến khu vực chùa. Đây các bé đang chuẩn bị tạo cái chuông để có tiếng. Và đây là giọng chuông để mong vòng tuần hoàn mọi điều tốt lành sẽ đến với mọi người. Rất hạnh phúc. Và cái chiên này được thiết kế rất độc đáo. Nếu chúng ta chà mặn một hồi thì nó sẽ tự phát tiếng. Phải làm lâu và mạnh mới đủ lực, rất là tuyệt vời. Và đây là chính điện của ngôi chùa. Tôi sẽ đi vào chính điện để quý vị thấy rất là đẹp, một những ngôi chùa trung tâm của Bắc Xế nằm trên đỉnh núi. Rất tuyệt vời.